chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào Ngọc Hương. Chào anh Huy. Hôm nay anh vừa mới chuẩn bị một món ăn rất là ngon. Và món ăn này là kết hợp Âu Á giao hòa. Hèn chi mà em thấy nét mặt của anh Huy rạng rỡ hẳn luôn đó. Em rất là thích ăn những món ăn của Việt Nam, nhưng mà lâu lâu đổi khẩu vị qua mấy món ăn nước ngoài cũng rất là hấp dẫn, phải không thưa quý vị? Món gì vậy anh Huy? Bật mí đi. Món này có tên gọi là thịt heo chiên xù. Thịt heo chiên xù hả anh Huy? Em thì hay nghe nói món cá chiên xù thôi. Nhưng mà món này có dễ làm không? Em chỉ thích những món đơn giản làm mà nhanh chóng thôi à. Đúng rồi, anh đảm bảo với em món này rất là đơn giản. Dạ. Và đơn giản như thế nào? Thì mời quý vị và các bạn xem chúng ta cần có những nguyên liệu và gia vị nào để chế biến cho món này nhé. Chúng ta cần có 400g thịt nạc lưng. Các bạn nhớ chọn thịt nạc lưng, không nên chọn nạc đùi. Vì nếu mà thịt nạc đùi sau khi chiên xong rất là dễ bị dai. Các bạn nhớ nhé. Ngoài ra chúng ta cần có cần tây dùng để làm sốt và một số rau cải ăn kèm như là cà rốt, bắp cải trắng, bắp cải tím, dưa leo, bột xù, bột mì, trứng gà, hạt nêm Aji ngon, sốt tương ớt, giấm gạo Lisa, nước tương Lisa và chắc chắn không thể thiếu đó là mayonnaise Lisa và một số gia vị khác. Trước hết là chúng ta mở chảo dầu cho dầu nóng. Em giúp anh nha anh Huy. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ cắt cần tây ra hạt lựu nhỏ để làm sốt. Thịt nạc lưng chúng ta rửa sạch, để ráo nước, sau đó cắt dày khoảng 1cm. Sao em thấy anh cắt miếng thịt to quá vậy? Vậy thì sao nó mềm hả anh? Em bình tĩnh, em sợ dai phải không? Đúng rồi. Đây anh có cái búa nè. Chúng ta sẽ sử dụng cái búa để đập thịt ra sau khi cắt thành lát. Như vậy thì thịt sẽ mềm. Nếu mà ở nhà chúng ta sử dụng dao để cắt thịt, có thể trở ngược lại dùng sóng dao để dằn dẹ như thế này. À thì ra là vậy. Đảm bảo sau khi chiên thịt sẽ được mềm, rất là ngon. Ừ, hay quá ha, em sẽ ghi nhớ điều này đó anh Huy. Các bạn cũng hãy cùng với Ngọc Hương ghi nhớ điều này nhé. Thịt sau khi cắt lát, chúng ta sẽ dùng búa hoặc là dùng sóng dao để dần thịt cho thịt được mềm. Sau khi chúng ta cắt thịt heo và lấy búa dằn sơ cho thịt heo nở đều ra, chúng ta sẽ đem thịt heo đi ướp cho thấm. Thịt heo chúng ta sẽ ướp với hạt nêm, tiêu, muối và một ít đường. Chắc chắn là phải thêm một ít nước tương nữa cho thịt heo thấm gia vị mới ngon. Ừ, mà em nghĩ là nước tương cũng sẽ giúp cho miếng thịt heo có màu nhìn đẹp hơn phải không anh Huy? Đúng rồi. Mình ướp thịt trong bao lâu hả anh Huy? Chúng ta ướp thịt khoảng 10 phút là đến 15 phút là được rồi Hương. Dạ. Tiếp theo em biết anh làm gì không? Làm sốt đúng không? Không, chúng ta sẽ đập trứng ra để áo vô với bột và lăn qua bột mì cà để chiên. À. Lúc này thì thịt heo cũng đã thấm gia vị rồi. Chúng ta bắt đầu công đoạn áo bột mì nha. Cho bột xù qua một cái dĩa rộng như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ áo qua bột mì, một lớp bột mì mỏng nha. Sau đó qua trứng. Đúng rồi, trứng gà. Đúng rồi. Tiếp theo là bột xù. Bây giờ tất cả đã sẵn sàng rồi. Đây, bây giờ anh chắc chắn là dầu đủ đồ nóng rồi. Nhưng mà để kiểm nghiệm lại lời anh nói Ngọc Hương xem đây nha. Dạ. Anh lấy một miếng bột xù nè, thử vô nè. À. Coi lên đều như vậy là dầu nóng rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu chiên. Đây, cho thịt heo vô chiên. Nhìn hấp dẫn quá anh Huy ơi. Mà anh Huy nè, em cũng không biết là mình chiên trong bao lâu thì miếng thịt nó mới chín anh Huy. Khoảng chừng 2-3 phút là chín ngay. Còn lúc này thì tôi sẽ làm sốt cho món ăn này. Chúng ta sẽ sử dụng 4 muỗng sốt mayonnaise Lisa. Em trở bề là được rồi đó, anh nghĩ là trở bề đi. Anh Huy cứ yên tâm đi, giao cho em rồi, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình mà. Bây giờ chén sốt cũng đã chuẩn bị xong, màu sắc rất là đẹp. Kết hợp hài hòa giữa sốt mayonnaise Lisa, sốt tương ớt và một ít cần tây bằm. Và anh nghĩ là thịt heo cũng chín tới rồi đó Hương. Chúng ta chỉ cần gấp ra cho vô cái dĩa có giấy thấm dầu sẵn nè. À đúng rồi. Thịt cũng chiên xong rồi nhưng mà Ngọc Hương nghĩ là miếng thịt to vậy mình không có ăn liền được đâu đúng không anh Huy? Đúng rồi. Thịt chúng ta để nguội một chút xíu rồi cắt ra từng miếng nhỏ vừa ăn. Bây giờ thì xong rồi đó. Các bạn thấy món thịt heo chiên xù thật là ngon chưa?
Chúng ta chỉ cần chế một ít sốt lên mặt nữa thì thật là hấp dẫn. À, mình chế sốt lên mặt luôn. Em cứ tưởng là mình sẽ lấy từng miếng mà mình chấm với sốt chứ. À, chúng ta cũng có thể làm sẵn một chén sốt như thế này. Dạ. Khi ăn thì chúng ta sẽ chấm từng miếng. Đặc biệt là món thịt heo chiên xù chúng ta sẽ ăn kết hợp với một dĩa salad trộn dầu giấm thì thật là tuyệt vời. Đây là dĩa salad trộn dầu giấm tôi vừa mới làm xong. Các bạn sẽ dùng kèm với món này thì rất là thích hợp. Nhìn thật là hấp dẫn phải không? Đúng rồi, nhìn rất là hấp dẫn. Mà em thấy là đúng là như anh Huy nói đó. Đây là một món ăn mang phong cách châu Âu đó. Nhưng mà đơn giản là... Đúng rồi, nhưng mà làm rất là đơn giản. Đúng rồi. Nhanh chóng và dễ làm nữa. Vậy mà không chịu mời em thử miếng coi có ngon không anh Huy này. Bây giờ thì còn chờ gì nữa? Rất là giòn đúng không? Lớp 1 áo phía ngoài rất là giòn. Dạ. Thịt heo thì mềm. Và đặc biệt là sốt mayonnaise có vị chua chua, béo béo. Ăn kết hợp với là món này thì rất là thích hợp. Món thịt heo chiên xù rất thơm ngon mà thời gian chế biến lại nhanh, vô cùng đơn giản phải không quý vị? Vậy thì còn chờ gì nữa? Quý vị hãy trổ tài để cùng chiêu đãi cho những người thân yêu của mình, đặc biệt là các em nhỏ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương trình lần sau với món cơm chiên trái thơm, được phát sóng vào lúc 11:50 trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt quý vị.